Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tịnh Văn Như Quý Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý đồ Phật tử. Chiều nay chúng ta học cái lớp về diệu pháp và duyên hệ. Chúng ta tiếp tục đến bài 25 tổ hợp đồ đạo duyên. Khi chúng ta nói đến đồ đạo duyên, chúng ta phải nhắc lại ý nghĩa và chi pháp của đồ đạo duyên. Chúng ta đã học xong vừa qua. Chữ đồ đạo hai chữ nó đồng nghĩa, chữ đồ cũng có nghĩa là con đường, như là người ta nói trường đồ kỳ mã lực, đường dài biết xích ngựa. Hoặc người ta nói ở tiền đồ, tức là con đường ở phía trước, con đường mà mình sắp đi người là tiền đồ, con đường trước mặt. Còn cái chữ đạo ở đây đó cũng là con đường, như người ta nói là phi đạo là đường bay, hay là địa đạo tức là con đường ở dưới lòng đất. Vâng vâng, chữ đạo nó cũng có nghĩa là con đường. Nhưng mà chữ đạo đó thì nó có nhiều nghĩa khác. Nếu mà chúng ta chỉ xài một chữ là mắt ra phải trả giá, mà chúng ta xài chữ đạo duyên, người ta nghĩ rằng chữ đạo ở đây tức là anh tròn hay cướp, đạo chích tức là ăn trộm, đạo tặc tức là ăn cướp. Cho nên nếu mà xài tiếng đạo duyên không đó thì người ta sẽ hiểu. Sai đi. Thành thử ra ở đây Ngài và Thượng Thanh Sư Ngài mới xài hai từ ghép chung với nhau là đồ đạo. Thì như vậy người ta sẽ không hiểu lầm, mặc dù hai từ này nó đồng nghĩa với nhau, đồ là con đường, đạo cũng là con đường, nhưng mà hai chữ ghép chung lại đồ đạo thì không có ai méo mó
ý nghĩa là ăn trộm ăn cướp. Cho nên mới xài chung hai từ là như vậy đó. Ở trong Phật học, cái danh từ mắt gác là đồ đạo, nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà ở trong duyên hệ thì chữ mắt gác phải chỉ giác đồ đạo duyên thì chỉ có một ý nghĩa thôi. Pháp nào mà nó có đặc tính dẫn dắt cho những pháp đồng sanh, đi theo hướng được hướng đó, thì như vậy cái pháp đó ví như là đạo, là con đường vậy. Cũng như con lộ nào mà nó dẫn đến cái thành phố này hay thành phố kia, ngôi làng này ngôi làng nọ, thì con lộ đó người ta gọi là con đường đừng đi. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu về, nếu mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa đó thì cái pháp mà được gọi là đạo là con đường, cái pháp nó tới 18 chi, chúng ta gọi là bát chánh đạo và bát tà đạo. Con đường tà nó cũng có 8 ngành, một con đường chánh thì cũng có 8 ngành hay là 8 chi. Bát tà đạo là bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát tà đạo thì có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy chúng ta có đến 16 chi pháp. Nhưng khi chúng ta học ở trong Abhidhamma-saṅgha, tức là vi diệu pháp, nội dung vô tỷ pháp, thì khi mà nói đến đạo thì chỉ là thập nhị chi đạo thôi, không nói đến thập lục chi đạo. Vì sao vậy? Thì chúng ta loại trừ ra bốn cái chi pháp mà không có,
bốn chi đạo mà nó không có chi pháp. Chánh niệm thì có niệm tâm sở thuộc tình hảo, mà tà niệm thì không có chi pháp riêng, không có sở hữu niệm của bất thiện, mà chỉ có sở hữu niệm, có tâm sở niệm của tình hảo thôi. Tà ngữ cũng không có chi pháp riêng, trong khi đó chánh ngữ thì có chi pháp. Ở trong tâm sở tịnh hảo có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, mà ở trong tâm sở bất thiện thì không có cái chi pháp kia là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Chẳng qua khi mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng là cái sự hành động bất chính bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cũng là tâm tham, tâm sân, tâm si đó, bớt bao nhiêu tâm sở đó, hành động tà nghiệp, rồi nuôi mạng chân, nuôi mạng bất chính, gọi là tà mạng. Cho nên đấy, cho nên nó nghĩa chung chung là không có chi pháp riêng. Cho nên nếu mà chúng ta kể, mà kể thành chi pháp thì chúng ta kể có 12 thôi. Tà kiến, chánh kiến, chánh kiến thì sở trí tuệ, tà kiến là sở tà kiến, tà tư duy, chánh tư duy đều chung là sở hữu tâm, là hai, là ba rồi. Chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng là ba tâm sở giới Phật. Không có chi pháp của tà ngữ, tà niệm, tà mạng. Chánh tinh tấn, thà tinh tấn đều chung là tâm sở cờ. Tà niệm là tâm sở niệm, mà chánh niệm là tâm sở niệm, còn tà niệm thì không có chi pháp. Rồi chánh định với tà định là sở hữu nhất hành ý các cái tà. Như vậy chúng ta có tất cả 8 chi đạo. Nếu nói theo duyên hệ thì chúng ta có 8 chi đạo chứ không phải là 12. 12 là chỉ nói theo cái nội dung vô vị pháp, thắng pháp tập biểu luận. Học ví dụ pháp sơ cấp thì chúng ta nói đạo ở đây, chi đạo ở đây tức là thập nhị chi đạo, 12 chi đạo. Nhưng mà lên tới cao học ví dụ pháp, học duyên hệ thì chỉ còn có cửu chi đạo thôi. Bởi vì chúng ta lấy tâm sở trí, tâm sở tầm, ba tâm sở giới phần, tâm sở cần, tâm sở niệm và tâm sở nhất hành cùng tâm sở tà kiến. Thì lấy chính nè. Và trong chính này đó thì nếu mà chúng ta lấy về cái phần chính chi đạo này đó, nếu lấy cái phần thiện đó,
thì sự tám chi đạo thiện và trí tầm cái cửa chánh nghiệp chánh mạng cần niệm và nhất hành. Còn khi nói chi đạo bất thiện đó, thì chúng ta lấy tâm sở cần, tâm sở niệm, tâm sở nhất hành và tâm sở tự kiến. Cần nhất hành, tâm cần nhất hành tự kiến. Như vậy là chúng ta có bốn, chúng ta có bốn chi đạo của bất thiện, thuộc đặc tính của bất thiện. Còn chi đạo thuộc pháp vô ký thì nó cũng có tám, giống như là chi đạo thiện vậy đó. Bây giờ tám cái chính cái tâm sở, chính sở của chi đạo này nó sẽ trợ duyên cho 103 tâm hữu nhân. Cùng 52 tâm sở chúng ta nên nhớ các cái chi đạo này đó. Thí dụ như trong 18 tâm vô nhân thì nó có sở nhất hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành bản nguyện tác ý. Nhưng mà sở nhất hành hiện ở trong cái tâm vô nhân đó, thì nó không thành, nó không thành là chi đạo. Tâm sở cần nó hiệp trong hai tâm tấu ý thức giới vô nhân, tức là hai ý môn và tâm sinh tiếu. Đến cái tâm sở cần đó nó cũng không thành, không thành giới Phật. Cái sở tầm ở trong trong đó nó cũng không thành chi đạo. Do đó ở đây chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái tâm sở này nó trở thành chi đạo khi mà nó phối hợp 103 tâm hữu nhân cùng 52 sở hữu. Vậy khi mà chúng ta nói đến độ đạo duyên thì năng duyên là chúng ta lấy chính cái tâm sở chi đạo trợ cho 103 tâm hữu nhân, là trừ 18 tâm hữu nhân đó. 103 tâm hữu nhân cùng với 52 tâm sở, 52 sở hữu, rồi thêm nữa là chi đạo nó hiện trong tâm hữu nhân đó, nó tạo ra sắc tâm. Cho nên 17 sắc tâm này cũng là sở duyên của đồ đạo duyên. Rồi những cái chi đạo mà nó hiệp ở trong cái tâm vô ký quả làm việc tái sanh, thì ngay trong lúc tái sanh lúc đó có 20 sắc nghiệp tái tục, cũng là do cái quả thức có chi đạo nó phối hợp và nó trợ sanh ra, nó trợ duyên cho cái sắc nghiệp tái. Nói thì nó hơi dài dòng chi pháp một chút nên chúng ta ôn lại chút đó đi. Thì sau khi chúng ta nói về chi pháp của duyên gốc là đồ đạo duyên, thì chúng ta sẽ tìm đến
Và chúng ta phân cái chi pháp đó ra theo tam đề thiện thì nó có bảy khối yếu tri: đủ đạo duyên thiện trợ thiện, đồ đạo duyên thiện trợ vô ký, đồ đạo duyên thiện trợ thiện và vô ký. Đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện, đồ đạo duyên bất thiện, đồ đạo duyên thiện trợ bất thiện và vô ký. Và thứ bảy là pháp vô ký trợ vô ký. Vậy chúng ta có bảy, có bảy bộ yếu trì. Bây giờ chúng ta tìm duyên tấu hợp với đủ đạo duyên. Cái duyên tấu hợp ở đây chúng ta gọi là duyên ngộ. Mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng là đủ đạo duyên nó thuộc về giống duyên cấu sanh, nó thuộc giống duyên câu sanh. Sa trà tác trà chứ, hãy đồ đạo duyên là giống duyên câu sanh thì những cái duyên mà tấu hợp với đồ đạo duyên cũng vậy, là cùng giống câu sanh. Chỉ có điều là ở đây chỉ lấy có 12 duyên trong giống câu sanh mà nó có liên quan đến đồ đạo duyên thôi. Bởi vì giống câu sanh đó nó có 15 duyên cả thảy, nhưng mà trong 15 duyên đó thì nó có phân duyên đại, duyên trung và duyên câu sanh tiểu, câu sanh đại, câu sanh trung, câu sanh tiểu. Thường thì câu sanh đại tức là nói cái sự kiện mà năng sở đồng sanh đó, mà nói thật tổng quát. Chẳng hạn như là nói câu sanh y, câu sanh nhị hữu, câu sanh ly. Thì như vậy là câu sanh đại. Còn câu sanh mà câu sanh trung là năng sở nó đồng với nhau nhưng mà nó hơi cá biệt chút xíu, là thí dụ hổ trung duyên là tư ương duyên. Cái này không phải lấy hết tất cả các pháp chân đế mà chỉ có một số nào đó, nhưng mà nó còn rộng rãi. Rộng rãi hơn là câu sinh tiểu. Bởi câu sinh tiểu là nói đến cái năng, cái duy nào mà pháp năng có tính cách cá lẻ, cá biệt, riêng lẻ, cá biệt. Chẳng hạn như là nói nhân duy chỉ giúp câu sinh đó. Nhưng mà nhân duy năng ở đây chỉ điểm ngay cái sáu tâm sở là tham sân si, vô tham sân si. Từ khi mà mình nói đến câu sanh trưởng duyên, tức năng ở đây tức là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng cũng là riêng lẻ. Hoặc là câu sanh nghiệp duyên, nghiệp tức là chúng ta chỉ nói tâm sở tư. Thì ở đây trong trường hợp này khi nói thiện ái duyên thì chúng ta chỉ lấy sáu chi thiền, đồ đạo duyên chúng ta chỉ nói chín cái chi thiền, chín cái chi đạo. Thì như vậy hễ đồ đạo thuộc về giống câu sanh đó, mà câu sanh nào mà duyên giống câu sanh và duyên nào nó có tính cách nó cá
chi tiết thì cái này chúng ta gọi là câu sanh tiểu, còn câu sanh trung tức là nó tương đối là nó hòa quyện chút xíu, thiện bất thiện và vô kiến gì nó cũng phối hợp được, nó cũng trợ duyên được, nó cũng tốt hợp hiệu lực được, nhưng mà cũng có hạn chế, phần hạn chế chỉ có cái câu sanh đại đó, thì nó chung năng sở đồng sanh là được rồi. Cho nên ở đây chúng ta có 12 duyên thuộc chúng câu sanh nó cấu hợp với đồ đạo duyên. 12 duyên đó là gì? Là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sinh duyên, câu sinh y, câu sinh hữu, câu sinh bất ly. Chúng ta có bốn cái duyên này nhé. Trong 12 duyên mà bốn cái duyên mà chúng ta mới vừa đọc đó, thì bốn duyên đó nó thuộc nhóm câu sinh đại, cho nên ở đây nó có chi pháp dụng y như là duyên gốc, là chi đạo vậy đó. Rồi nhân duyên, trong cái nhân duyên ở đây chứ, chúng ta thấy ở trong tám chi đạo đó, có một tâm nó làm đơn thứ tư trí tuệ, nó đóng cái vai chi kiến. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta lấy được câu sinh trưởng, câu sinh trưởng đầy dục ở tâm thẩm, thì chúng ta lấy được hai duyên, hai chi pháp ở trong câu sinh trưởng duyên đó, mà nó có thể phù hợp với câu sinh trưởng, nó phù hợp với đồ đạo duyên. Câu sinh trưởng cũng phù hợp với đồ đạo duyên, tức là nói về cần trưởng. Cần trưởng tức là tâm sở cần, nó qua nó tương xứng với cần chi đạo. Hỗ tư duy chúng ta học nhân dân bước vào bước vào tấu thuật chi pháp ngày hôm nay, có lẽ là chúng ta phải học cho hết cái độ đạo duyên, chứ nếu mà kéo dài như thế này thì chúng ta không hết kinh kiến. Lúc cả sức khỏe chúng tôi suy quá, đường huyết nó tăng, gluco nó tăng, cho nên nó mệt lắm. Dạ, chút là chúng tôi cảm thấy nó mệt rồi. Trong 12 duyên đó, chúng ta nếu mà chúng ta phân tích từ từ đó, thì nó lâu lắm. Bây giờ chúng ta nói nhân duyên, vô sinh trưởng duyên, hữu tương duyên, vô sinh quyền duyên, thì nam duyên, tương duyên, vô sinh bất tương duyên, gì thuộc quả duyên. 12. Bây giờ chúng ta chiếu theo 7 cái cầu yêu trì của đồ đạo để chúng ta tìm duyên tốt hợp với nó bao nhiêu, có phải là 12 không?
Thì thưa quý vị, vì trong 12 cái duyên tố hợp đó đó, thì có những duyên mà nó không phải lúc nào nó cũng tố hợp được với cái câu nói như là câu đồ đạo duyên, thiện trợ thiện, tức là danh trợ danh đó. Thì ở đây chi pháp là tám sở hữu chi đạo. Thiện tức là trí tầm chính ngữ chính nghiệp chính mạng, cần niệm và định, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sáu hợp. Thì với cái chi pháp này chúng ta có được 10 duyên tố hợp. Trong 10 duyên tố hợp đó, 10 duyên giống câu sanh, nhưng mà có 6 duyên câu sanh đại và câu sanh trung, tức câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hành hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh trung là hữu tương duyên. Tương duyên, 6 duyên này nó đều có chi pháp tố hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện, đồng chi pháp là 8 sở hữu chi đạo. Thiện trợ cho danh bổn thiện đồng sanh, tức là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Ở đây có 4 duyên câu sanh tiểu. Nhân duyên là có chi pháp tốt hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện là sống trí, chính là nhân vô si. Mà ở trong đồ đạo duyên thì gọi là chánh kiến. Cái sở hữu trí nó đóng hai vai trò. Nếu mà nói về nhân duyên thì nó là nhân vô si, mà nếu nói đồ đạo duyên thì nó là chánh kiến. Vì vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta đưa ra vấn đề nhân duyên là duyên tố hợp cho đồ đạo duyên, thiện trợ thiện, thì cái điều đó nó rất là sáng, sáng tỏ vấn đề, không có gì khó hiểu. Rồi tám á, là câu sinh trưởng duyên. Câu sinh trưởng duyên ở đây có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện, là tâm sở cần, tâm sở trí, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp, trừ cần hoặc trí đang làm chủ. Câu sinh nguyện duyên thì khi mà dạy thì chúng tôi dò theo cái quyển sách đó, thì chúng tôi mới thấy là ở đây cái bản in có nhiều chỗ sai quá, không trời, nó sai chính tả nhiều quá. Cho nên trong tay vị nào có cái quyển giáo trình duyên hệ, tức là duyên hệ đại cương, thì chúng ta sẽ sửa lại ở đó. Chúng ta đọc cho chung hết rồi chúng ta sẽ nhận xét ra. Chẳng hạn như ở đây khi mà câu sinh nguyện duyên thì là đánh chữ là câu sinh quần duyên. Và bây giờ điểm chỉ cho quý vị hai trang 267, cái hàng đầu tiên từ trên đến dưới, thì không biết ai có viết nó mà sửa hay không. Câu sinh quyền duyên có chi pháp tổ hợp là với đồ đạo duyên, thiện trợ cho thiện là bốn sở cần, bốn sở cần niệm nhất hành và trí,
ở trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu nhất hành và sở hữu trí đó, nếu mà nói quyền đó, thì nó là tất quyền sở hữu cần, niệm quyền sở hữu niệm, nhất hành là sở hữu định, định quyền, và trí sở hữu trí tức là tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền, cũng tri quyền, cũng là cần, niệm, nhất hành và trí. Như mà chúng ta nói chỉ đạo thì cần ở chánh trên tấn, niệm ở đây chánh niệm, nhất hành ở đây tức là chánh định. Và trí ở đây là chánh kiến. Cái này là chúng ta đang lấy cái chi pháp bộ pháp thiền cho nên khi mà chúng ta nói đến cần thì chúng ta chỉ lấy chánh cần chi đạo chứ không lấy tại tinh tấn. Chánh tinh tấn cho mà lý tại tinh tấn còn nhất hành ở đây trong trường hợp này là lấy chánh định chứ không lấy tại định được, chúng ta nhớ được đó. Rồi thì na duyên có chi pháp tổ hợp với đồ lợi duyên, thiện đồ thiện là sở tầm và sở nhất hành, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Thì chúng ta cứ dựa vào đây đó để chúng ta hiểu được mỗi một duyên tổ hợp như vậy, nó tổ hợp đó, nó trùng lập cái chi pháp ở chỗ nào, chúng là chi pháp đốc ở điểm nào. Cái này mà nếu mà chúng ta học ở ngoài mà có cái bản nêu hay có bản viết trên này, chúng ta chứng minh là quý vị sẽ nhận ra ngay và sẽ hiểu ngay. Còn bây giờ nói ở trong room thì trên thao tác đó thì người thuyết thì cũng giống như mù thuyết, người nghe cũng giống như người mù mà nghe, chúng ta không thấy được cái gì hết. Rồi chúng ta cứ tưởng tượng thôi, nghe phát âm gì chúng ta tưởng tượng, cũng khó lắm chứ gì, khó hiểu lắm. Bây giờ chúng ta nói câu thứ hai, đồ đạo duyên thiện trợ cho vô ký. Thì ở đây lấy chi pháp là lấy tác chi đạo trợ cho 17 sắc tâm, để danh trợ sắc. Trường hợp này thì chỉ có chính duyên tổ hợp thôi, ít hơn chút. Bởi vì thiện trợ vô ký là danh trợ sắc đó, thì chúng ta bỏ cái tương duyên ra. Hồi nãy 10, bây giờ bỏ tương duyên, chuyển thành ra có cái chính. Chính này câu sinh duyên, cô sinh y duyên, cô sinh hiện hữu duyên, cô sinh bất ly duyên, cô sinh bất tương duyên. Cả năm duyên này đều có chi pháp tổ hợp với đầu đạo duyên thiện trợ vô ký, là 8 tâm sở. Như là trí, tầm, trí ngưỡng, trí nghiệp, trí mạng, rồi cần niệm định, cần niệm nhất hành, nó trợ cho 17 sắc tâm, bởi vì là thiện trợ vô ký, cho nên chỉ trợ 17 sắc tâm thôi. Thank you.
Thì cái trường hợp mà thiện trợ cho vô ký á, thì có vừa có chính duyên tổ hợp là con sanh y, con sanh y duyên, con sanh hữu hữu, con sanh bất ly, có tự ưu duyên. Hãy là chi pháp nào mà có cái dạng con sanh thì cái chi pháp đó chúng ta lấy được. Cái duyên thứ sáu là chúng ta lấy nhân duyên, là duyên tổ hợp với đồ đạo duyên. Vô ký trợ vô ký là tâm sở trí trợ cho người vẽ sắc tâm. Sao nhân duyên mà chúng ta lại là cái duyên tố hợp với đồ đạo duyên được ở cái chi pháp sở trí trợ người vẽ sắc tâm? Thưa quý vị, cái sở trí đó ở trong nhân duyên thì nó là vô si, vô si. Còn sở trí mà hiện ở trong pháp duyên này, trong cái đồ đạo thì chúng ta mới gọi là, mới gọi là chánh kiến. Là nói về câu sinh trưởng duyên thì có chi pháp tốt hợp với đồ đạo duyên thiện trợ vô kiến, là sở hữu cần và trí trợ cho 17 sắc tâm. Lẽ ra mấy cái này là phải giải thích tại sao chỉ pháp lấy như vậy, nhưng mà bây giờ ở trong Zoom thì không có bản để mà chỉ, còn ở bên ngoài thì không ai chịu học hết, học khô khan quá không ai chịu học. Chứ cái này nói ra thì cũng dễ rồi. 8 là con sinh quyền duyên, có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên thiện trợ vô ký, là 4 tâm sở trí cần niệm và nhất hành trợ cho người vẽ sắc tâm. Thứ 9 đó thì na duyên, có chi pháp tổng hợp với đồ đạo duyên, bất đồ đạo duyên thiện trợ vô ký, là chỉ cho sở tầm và sở nhất hành trợ người bị sở tâm. Vì tầm ở đây là chi thiền tầm, nhất hành ở đây là chi thiền định, định chi thiền và tầm chi thiền. Và tầm với định đó thì nếu mà đem so sánh với đồ đạo duyên thì tầm là chánh tư duy, mà nhất hành nó thuộc về chánh định. Cho nên ở đây chúng ta học về cái câu đồ đạo duyên và thiện trợ vô ký chi pháp là như vậy, cái câu ý trì ở cái câu tổng hợp là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến thứ ba đó, là đồ đạo duyên thiện trợ thiện và vô ký.
tám chi đạo thiện trợ được 37 sắc tâm cùng 38 sinh hợp và 17 sắc tâm. Trường hợp này có duyên tám chi tâm hợp thôi. Có sinh duyên, có sinh ly duyên, có sinh hữu duyên, có sinh bất ly. Tám chi này đều có chi pháp tối hợp với trợ duyên. Thiện trợ thiện vũ khí là tám. Sở hữu trí tầm trên ngưỡng chánh niệm trên mạng cần niệm và nhất hành trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Trường hợp này tám duyên tối hậu có sanh y, có sanh y, có sanh hiện hữu, có sanh ly, có chi pháp và tối hợp có giống như đồ đạo duyên vậy đó tổng quát. Còn thứ năm là nhân duyên. Nhân duyên ở đây có chi pháp tối hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện và vô ký, là chúng ta gom lại sở trí trợ và phải tâm thiện tam nhân cùng bằng 7 sự hợp tương nguyên trí và 17 sắc tâm. Câu sinh trưởng duyên chúng ta cũng lấy chi pháp, có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện vũ khí, tức là sở hữu cần hình là thẩm trưởng. Và sở trí, sở cần là cần trưởng, sở trí là thẩm trưởng. Trợ bảy tâm thiện cùng 37 sở hợp, 7 sắc tâm. Rồi câu sinh quyền, câu sinh quyền duyên ở đây có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện và vũ ký, là tám tâm sở trí cần niệm và nhất hành trợ cho 37 tâm cùng 38 sinh hợp và 17 sắc tâm. Thì nay duyên có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên, thiện trợ thiện và vũ khí, là tâm sở tầm người ta sẽ nhất hành trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sinh hợp và 17 sắc tâm. Hãy mà chúng ta học cái câu yếu trên như thiện trợ thiện thì phải hiểu là danh trợ sắc, cái danh trợ danh, rồi tìm câu tấu hợp. Rồi câu số 2 đó, câu chi số 2 là thiện trợ thiện và vô ký. Ở thiện trợ vô ký tức là danh trợ sắc thôi, chúng ta phải hiểu về. Cái thứ 3 là thiện trợ thiện và vô ký tức là danh trợ danh trợ sắc. Rồi từ chỗ đó đó chúng ta mới tìm ra chi pháp là được dễ. Khi nãy chúng ta nghĩ là sẽ học hết, nhưng mà nếu phải giải chi tiết đó, thì các Phật tử chúng ta hết giờ mà bài vẫn chưa hết. Thì thôi, cái điều sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau. Thứ bảy tuần sau chúng ta học tiếp tục về bài 25 là đồ đạo duyên, tấu hợp đồ đạo duyên. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Văn Hỷ chúc phúc phương bảo, thượng hỷ cho gần kia. Xin kính thỉnh thượng tọa. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha na pha we na sada sati phongwan tu de vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma na pha we na sada sati phongwan tu de vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha na pha we na sada sati phongwan tu de. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.